Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Các bạn có thể thấy được hôm nay chúng tôi Điện Máy Bình Sơn vừa đỡ được một chiếc máy phát điện Nhật bãi Honda EU9i. Và các bạn có thể thấy được chiếc máy này qua video chúng tôi đang quay. Đây là hàng xách tay mini, nó là phân khúc để dùng cho các bạn đi du lịch hoặc sử dụng trong gia đình. Với cái ưu điểm của nó, thứ nhất là về trọng lượng rất là nhẹ. Trọng lượng con này thì theo mình nghĩ nó chỉ rơi vào tầm 13 cho đến 14 kg mà thôi. Con này là sử dụng mạch inverter, do đó là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó rất ít, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Theo như thông số của hãng họ đưa ra thì một tiếng chiếc máy này nó tiêu thụ chỉ rơi vào tầm 0,4 cho đến 0,5 lít xăng thôi. Tiếp theo nữa là do inverter nên là điện của nó cực kỳ đều, điện cực kỳ sạch và điện cực kỳ ổn định luôn. Cái tốc độ bù điện của nó rất là nhanh, nó không như dòng tụ hay dòng AVR. Nhưng nhược điểm của nó thì tất nhiên rồi, các bạn nếu ai tìm hiểu cũng đã biết là nếu mà cái chi phí khi mà các bạn bị hỏng cái mạch inverter này thì rất cao, và thường là khi mà hỏng mạch thì người ta bỏ máy luôn. Vì là nếu mà thay thì giá của nó đắt quá. Tuy nhiên thì tùy theo nhu cầu của mỗi người và tùy theo cái sự am hiểu cũng như là cái lựa chọn của mỗi người thôi. Có những người người ta thích, có những người mọi có những bác thích là nhỏ, gọn, nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, điện sạch thì các bạn vẫn chọn những dòng máy này. Còn đối với các bác nào thích ăn chắc mặc bền nồi đồng cối đá nặng thì các bạn có thể chọn những cái dòng máy khác. Nói chung là mỗi dòng máy nó sẽ có những cái ưu điểm khác nhau để phù hợp với những cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Nên là đôi khi phù hợp với bác này lại không phù hợp với bác kia nhá. Ok. Các bạn có thể thấy chiếc máy này qua video chúng tôi quay như ngày xưa ấy. Chúng tôi quay lên một cái video mà Honda EU10i ấy, dòng đấy là dòng sản xuất tại Thái và xuất ra thị trường nước ngoài điện Zin 22. Một chiếc máy mới đấy đập thùng rơi vào tầm hơn 20 triệu các bạn ạ. Đó ấy, giá rất là cao, nhưng mà dòng máy này là dòng Nhật nội địa, tức là sử dụng riêng cho thị trường Nhật nội địa, do đó là mã của nó là EU9i. Còn dòng điện, dòng máy mà xuất ra thị trường nước ngoài là điện 220V, nó sẽ là Honda EU10i. Rồi xin mời quý vị các bạn tiến gần đến cái máy này để các bạn có thể nhìn thấy tình trạng của nó nhé. Con này thì thật sự nói không ngoa một chút nào cả, máy này gọi là máy mới chứ không phải là máy bãi nữa rồi. Cực kỳ luôn, mới, mới đến 99,99%, không điêu một tí nào cả. Đây các bạn nhìn cái lớp sơn, cái lớp nhựa này. Bình thường nó rất là hay bị ải rồi là bị ngả màu này. Con này các bạn nhìn thấy sơn này mới tinh luôn. Kinh khủng khiếp, tất cả các cái tem nó còn nguyên luôn. On, off để khóa xăng. Đây nhá các bạn nhé, trên này thì có khóa xăng này anh em này. On, off này. Các bạn đóng như này để cho xăng nó mới đẩy để xuống chế hòa khí nhá. On, off này. Rồi là các bạn có thể thấy được tem mát này còn nguyên luôn. Màu nhựa cực kỳ đẹp luôn, siêu phẩm. Dòng này sản xuất tại Nhật nhá các bạn nhá. EU10i thì là sản xuất tại Thái, còn con này là Toyo Denso sản xuất tại Nhật luôn nhá, made in Japan luôn anh em ạ. Con này thì điện của nó 100V này, 900VA 50-60Hz nhá. Chuyển được tầm 50-60 luôn, có một cổng ra 12V 8.3A này, các bạn thấy chưa? Chữ trên này đều là chữ Nhật hết, dòng này là dòng Nhật nội địa, dòng đặc thù riêng cho Nhật thôi. Rồi các bạn có thể nhìn được về phía mặt đằng trước này thì nó sẽ có hai cái cổng ra 15A 125V, nó thể chịu được nhá. Đây, công tắc tắt bật như chế độ inverter này, các cái đèn cảnh báo tiếp đất này. Rất ngon lành cành đào luôn. Cổng này là cổng ra 12V 8.3A này, thường thì các bác cũng không quan tâm quá đến cái này đâu. Rồi quay về hướng này đi để cho các bác xem này. Ôi dồi ôi, nó đẹp vãi đạn luôn. Đây, chuyển tần ở đây nhá các bạn này, quay dọc các bạn thấy có một cái nút này không? Đây, đây thì là các bạn thấy dấu không? Quay dọc như thế này là đang là 50Hz. Các bạn đẩy xoay xoay cái này ngang ra như thế này thì là 60Hz nhá. Tem bên này mới tinh luôn, như mới luôn. Đây các bạn nhìn thấy không? Công tắc tắt bật máy này, IO này. Đấy, đây là xả xăng dư này. Đấy. Xả xăng dư này, thay dầu máy này. Con này đẹp quá các bạn, mới tinh. Đây gạt le gió này. Đó, gạt le gió này. Các bạn thấy trên đây nó có một cái tem nó ghi là 23 tháng 6 2020 này. 23 tháng 6 nữa. Nếu mà như chỗ khác ấy, người ta sẽ chém gió các bạn luôn là ngày sản xuất ngày 23 tháng 6 năm 2020. Thằng nào mà nói như thế các bạn vả mõm nó nhá. Chứ phải tôi bấm con mới nhạt rồi. Rồi thật. Làm gì có chuyện máy 23 tháng 6 năm 2020 không có đâu. Máy bãi mà đòi 2020, 2021.
Các bạn thấy hiện tại đang Covid, câu biết là mấy năm nay rồi, 2 năm nay rồi, hàng lấy đâu ra mà về từ năm 2020, không có đâu. Chắc cái máy này theo mình nghĩ cũng lắm 20 mấy là căng. Thôi nhưng mà quan trọng là tình trạng máy và đẹp thôi. Mình thì quan trọng là cái tình trạng máy mà hiện tại nó như thế nào thôi. Ví dụ như các bạn thấy những cái máy đời có thể đời sâu chẳng hạn như thế, nhưng mà tình trạng còn đẹp vẫn ngon như vạn. Những cái máy đời cao mà tình trạng máy xấu mà nó nát. Nhưng mà dòng máy này thì không thể nào đời sâu được, bởi vì Honda EU9i là đời mới nhất rồi. Con này Tojo quá đẹp. Đây, đẹp dã man luôn, các hướng. Anh em mua được con này thì số hưởng luôn. Giá chưa đến 10 triệu. Máy mới 20 triệu. Sản xuất ở Thái, máy này giá chưa đến 10 triệu anh em. Rồi. Siêu êm luôn. Máy chạy cực êm luôn. Các bạn thấy nhá, ví dụ khi tắt máy, những cái dòng máy này bao giờ nó rít một cái. Rồi giật nổ thì rất dễ nổ thôi. Đây là bật full này. Đây là bật chế độ inverter này. Chế độ eco này. Đấy không? Các bạn thấy không? Tiếng máy nó sẽ êm hơn. Dù dù lại. Chua nổ như thì thầm mùa xuân. Tắt chế độ inverter. Tải thử luôn. Êm không? Êm thôi rồi luôn. Các bạn đợi xíu chúng tôi sẽ đấu điện tải thử cho bạn xem nhé. Nói chung là các bạn nào mà mua được con này thì số hưởng thật sự luôn. Cao một tí nhưng mà rất là ngon, rất là mới, đẹp. Đẹp người, đẹp nết. Những cái dòng Honda EU này cũng không nhiều đâu các bạn ạ, không sẵn đâu. Trên thị trường hiện tại cũng hiếm ít. Nhiều chiếc sản xuất tại Thái, dòng này sản xuất tại Nhật, Tojo Denso, ngon lành. Đấu điện thử cho bạn xem luôn. Ok chưa? Con này lúc tải vừa rồi để chế độ inverter vẫn tải bình thường. Ok các bạn thấy không? Chúng tôi đã vừa test thử qua cho bạn xem một cái bóng đèn này, là bóng đèn này là bóng đèn 200W cộng thêm với cả một cái máy mài 750W, tải vẫn nhẹ nhàng lắm. Vì vừa nãy mình để chế độ inverter vẫn chạy tải bình thường, chưa thèm chuyển sang full tải. Rồi ok, các bạn có thể thấy được chúng tôi phải sử dụng qua một cái cục đổi nguồn nhá. Dòng máy này thì phải sử dụng qua cục đổi nguồn các bạn nhá. Rồi một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Sau khi xem xong chiếc máy này, nếu các bạn thấy muốn mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Minh Sơn. Chúng tôi sẽ để số điện thoại ngay dưới màn hình để các bạn thể tiện theo dõi. Chiếc này giá dưới 10 triệu các bạn nha. Chính xác như nào thì các bạn liên hệ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.